ghế nhưng hơi cao nè. Cuối hôm nay chiều vậy đó. Khi cuối nặng mới biết. Chắc cho độ lên lại. Xuống chắc mà nóng quá. À nóng. Xuống xuống đó thì xuống. Là nó lộng khang. Nhìn cái mũi này người ta thấy sạch sẽ, biết là bà có rửa. Là sao muốn chỉ đỡ đau không ạ? Với lại sạch sẽ, ví dụ như ái đồ, máu đồ cũng nó ứ lẫn ra. Ví dụ cũng có ứ Sẽ lẫn bằng ra. thường vậy thôi, chứ không không muốn chỉ cái mũi như là thôi đó. Đúng Mấy ngày này có chỉ thêm được không? rồi. Vậy Dành cho luôn à? chị nhắn bạn nghe xin thương Mỗi một cái mỗi mỗi em là phòng của em giống chị đó, thì thấp á, tự nhiên đừng làm cao là biết, làm mà lại cái mũi vườn mỏng cũng không làm cao được đâu. Mùng gì thương gì sợ. Câu này chắc cũng để lâu rồi nè. Một mơ ly khéo nè. Công nhận luôn. Gì? Nãy chị nói liền đó. Giờ không mệt dây đây đúng không? Không có mút á, không có cái gọn. Không có lấy cái nào, có kéo là cái dây đây. Hãy đào xíu.
có cái lỗ luôn.